Hôm qua có mấy bà cụ, bà chơi cái đèn giấy á các cụ. Thì bà vừa đốt đèn cầy lên thì tay chân nghiêng qua nghiêng lại. Cái bà nói ủa sao mà đèn nó ra khói dữ. Vừa nói sao đèn ra khói dữ vậy thì bắt đầu lửa nó bốc lên. Gặp mà có râu thì chắc nó chùi lủi. Không, nhờ cũng cho nay cắt tóc ngắn nên nó cũng đỡ cháy tóc. Nguy hiểm ghê chưa à. Nên bữa nay hình như là người ta cúng hình như là 500-600 cái đèn bạc đó không. Nó thì chút chia cho mọi người cầm điều hết trơn á. Cái số lượng đây cũng muốn đủ là cũng sáng cả cái khung này nó sáng hết. Mà nhìn nó lung linh lắm nghe. Nó rồi quý thầy quý chú đi vòng vòng các cụ vừa niệm Phật. Cái chương trình vậy là tình thương mến thương gần gũi quý vị ơi. Với thêm một cái nữa, nếu mà bây giờ mà mình mà đi ra mà giờ như Đức đi hai hàng đi trước các cụ mà hai hàng thì thấy nó cũng lẻ loi. Mà nếu mà để cho các cụ mà tập trung đi theo những Đức luôn thì mấy bà cụ những Đức đi nhanh mấy bà cụ có chạy theo. Hồi tối có bà cụ kia, bà đi nhanh quá các cụ, rồi ở phía sau xô xô bà. Bà văng vô cái sợi dây leo treo bà toàn ten. Trời thấy ghê còn hơn gì nữa cụ ơi. Văng sợi dây leo treo toàn ten. Sáng á cụ mặt mày chày chụa tùm lum. Những Đức hỏi, hồi tối bà chơi vui mà cụ. Nó vui quá trời vui. Những Đức hỏi lại bây giờ bà vui không? Không. Mặt chày chùa chứ vui gì nữa giờ. Ghê không? À. Bây giờ với nguyên cái hội chúng đông người này mà mình đi ra mà nguyên một vàng này càng quét á các cụ. Mà chỉ cần một bà già nào mà đi phía trước mà chỉ cần dấp một cái thôi thì phía sau nó đẩy tới. Khi mà nó qua nguyên một lọt người này là nhìn lại các cụ là da thịt lẫn lộn. Dặm mình te tua thì mình nó tưởng đâu cái bao cát cái cụ. Chùa xây dựng nhiều quá, ai mà ban vô nổi với họ phía sau 800-900 người. Ở đây hơn 1000 người nè. Ngồi hơn 1000 người mà lùa ra một phát thử thì rồi biết. Lúc đó mà lỡ mà cái gì cả người trẻ đó mà dấp một phát thôi là họ chơi. Phía sau họ dặm luôn á cụ ơi. Tại vì ở phía sau người ta đẩy mình dừng không có được. Nguy hiểm. Có khi Trung Thu mà ngày mai ấy, có khi đưa lên đài quả táng. Nguy hiểm với cụ ơi. Hiểu không? Thôi ngồi yên cho nhá chắc cái cụ ơi. Mình chơi một chút thôi rồi mình niệm Phật đi, mình cầu giảng sanh. Chứ cái cuộc vui thế gian này nó giả tạm lắm. Nên mình nên có cái tầm nhìn xa. Mình chọn cái niềm vui ở cực lạc. Nhưng nếu ở đây buồn quá thì cũng không có tu được. Con người nó buồn quá sao tu với cụ. Khi con người mình buồn quá là mình mang tâm tiêu cực nghe. Không có tu được đâu. Mà con người buồn nó sanh bệnh các cụ ơi. Khi các cụ mà vui là các cụ khỏe. Nên các cụ ở đây gì là thấy mừng rồi. Tại vì được sự quan tâm. Dù cỡ nào cỡ chứ nhiều khi mình ở nhà mình. Mà nói ít ai mà nghĩ cái chuyện mà suy nghĩ tổ chức Trung Thu cho các cụ lắm. Các cụ ngồi đây đấy rõ ràng. Như vậy mà bữa nay mình đi vô chùa niệm Phật mà được cái phước duyên. Phật gia hộ mà mấy ông thầy ông tính ra cái chuyện. Mà tổ chức Trung Thu cho mình thấy cũng mừng hết các cụ. Mừng chứ à, cái thầy suy nghĩ đến mình, thương yêu mình à, cảm thấy tuổi già này mà ấm áp. Có bà cụ kia mới nói nè, dạ thưa thầy, con già rồi, như con cò bay không nổi. Lúc còn trẻ thì lo ngoài đời, nhưng bây giờ tuổi già rồi, vô trong chùa chỉ nhờ quý thầy thương yêu lo lắng cho chúng con. À. Mỗi lần quý thầy nhắc nhở lo lắng từng miếng cơm chén nước, trong lòng cô già thấy mừng vô cùng. Chưa nó cậu không thì ra rõ ràng khi mình mà già cũng như nít vậy đó,
yếu rồi, mà yếu mà có người dìu dắt thì mình yên tâm. Chứ mình già yếu mà bị bỏ rơi rớt buồn lắm, tủi lắm cụ ơi. Nhớ là cả cuộc đời sanh con nuôi con khôn lớn, bây giờ tới tuổi già hiu hắt buồn lẻ loi, cái tâm trạng đó nó cấu xé mình còn đáng sợ hơn là cái bệnh đau. Những đức nói á, sự khổ đau của cõi lòng nó còn đáng sợ hơn là thân bệnh. Thân bệnh nó chưa đáng sợ bằng cái tâm bệnh đó. Nên các cụ vô đây là nó giải tỏa được tâm bệnh. Các cụ cảm giác được gì là mình thấy mừng lắm, mình đã hạnh phúc lắm rồi các cụ. Trong cái cuộc đời của người thì thường mình được voi thì mình đòi. Đòi cái gì? Đòi tiên. Được voi đòi tiên, hiểu không? Tưởng nào đọt được voi đòi châu. Được voi đòi tiên. Nên từ nơi đó mà mình không biết cái chân quý, cái nhân duyên mà mình đang được. Nhiều người lắm quý vị, có những cái nhân duyên mà mình được gì mình không chân quý đâu. Khi một ngày nào mình mất đi mình thấy quý vô cùng. Nên những đức nói với các anh em trẻ trẻ vô chùa tu, các cô trẻ vô chùa tu mình, ở chùa mình, những đức nói thiệt, đây là cái điểm chọn lý tưởng. Vừa sống có ý nghĩa nhân sinh, mà có cái tình người quan tâm lo lắng cho nhau, rồi mình lại được quan tâm thương yêu người già. Đây là cái hạnh phúc lớn trong cái cuộc đời mình, khi mà mang cái thân mà cha mẹ cho, mà bây giờ mình làm được những việc ý nghĩa này lắm quý vị ơi. Những đức nói những việc này ý nghĩa lắm á. À, ví dụ như nãy mà thấy như những chí đồ, mấy anh em đồ lấy xe điện chở cái cụ toàn ten đi qua đây. Ừ, hồi nãy thấy chiếc xe điện mà một số bà già ngồi trong, còn bà già thì phải đeo bánh xe chạy vù 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 đưa qua đây. Quý vị nghĩ đi, không, cái đó là cái ăn tình đặc biệt lắm. Còn nhiều ông cụ bà cụ mà yếu, mấy chú ẩm ra xe, trời, quý vị thấy cái tình cảm đó. Bởi vì người ta vô người ta cảm động cái ngôi tam bảo mình đây. Nhất là người già yếu mà mình ẩm đi quý vị, ẩm đi cổng đi, trời ơi, chờ mưa mà người trẻ xách dù đưa người già về phòng, cái lối sống đó quý vị sẽ cảm giác cái niềm vui đó nó đặc biệt lắm quý vị ơi. Cái niềm vui đó nhân sinh đặc biệt lắm, không giỡn đâu nghe. Nên á, một con người mà mình mà thường vui á, thì chỉ cần kích nhẹ mình vui. Nên con người mình phải thường tập vui. Tập vui để làm chi biết không? Để nhìn mình cái người ta hoan hỷ. Còn con người mà thường á, rầu rĩ buồn phiền nặng nề nội tâm, không biết cười. Những đức nói á, một nụ cười giả nó cũng tập cho mình thành thật. Giả cười với nó cười thật luôn quý vị. Giả cười với nó cười thật luôn á. Còn con người mà không biết cười là quý vị trở thành nặng nề của nội tâm. Nó có cái bà cụ này, như đức nói, ủa sao bà cụ sống sao không thấy bà cười chứ bà cụ. Nó nói là dạ con vui trong tâm mà thầy. Những đức nói bà vui trong tâm nó chỉ có tự lực thôi, nhưng bà vui ở ngoài nó có tha lực. Cái tha lực là nó hỗ trợ cho người ta. Khi người ta thấy mình vui, tự nhiên trong lòng người ta cũng thấy vui theo. Thí dụ giờ mình gặp ai mình chào người ta, chào anh, thì người ta chào là chào anh. Còn mình gặp người ta, chào anh, người ta gặp, chào anh. Thấy không? Cái nhăn mình cười, người ta cười, người ta trả lại cho mình liền đó quý vị. Còn mình gặp người ta, chào anh, chào. Thấy chưa? Nên từ nào đó cái nhăn mình đưa ra sao, trả cái quả lại cho mình liền nhanh lẹ. Cái góc độ học Phật nhạy bén nhìn ra, đó là bài học xác thực nhất trong cuộc đời. Bây giờ dạch bao nhiêu quyển sách ra cũng không thấy cái văn tự này. Nhưng mà cái văn tự này nó trả ra cho mình gần gũi cái bên đó. Nó giống như giờ những đức gặp các cụ nói chuyện, những đức trong tâm hiện tại đang vui nè, thì làm cho nhiều cụ vui. Chứ nếu như những đức ngồi đây mà kênh kênh với các cụ thì sao? Đúng không? Đó, kênh kênh với các cụ thì bây giờ các cụ phải nặng nề chứ. Mà nặng nề dưới thì mình nhìn xuống mình thấy các cụ nặng nề, mình nặng nề luôn. Còn bây giờ mình nói chuyện gì mà cái mặt các cụ mà cứ, thì mình ở đây mình cũng thấy hoan hỷ, thấy chưa? Cái nhăn cái quả quý vị thấy nó mau ghê chưa? Nó như mấy bà cụ yếu ngồi nè, bà cà đào bà nấy nè, khỏi cần trang điểm mà mặt đẹp gì nè, thấy không? Trắng tươi, coi đi phải không?
Ồ ô nay quấn khăn đồ đội nón đồ ha, còn diện hơn mấy cô trẻ chùa mình á, mấy cô dưới tèm nhang tuốt nhút mà nhé, mấy bà già cô yếu à. Bởi vì chăm cho mấy bà cụ là phải vậy đó nghe, chăm cho mấy bà cụ là phải có tâm vậy đó. Nó thấy không, già nhưng mà người ta phải đẹp, tuốt tuốt mấy bà cụ lại, biết đâu có những người người ta nước ngoài người ta vô đây. Hiểu không? Phải chẳng rồi mình gả được bà lấy tiền nuôi bà già kia. Hả? À, không mà mấy cụ niệm Phật mấy bà đẹp lắm nghe. Bữa đó có cái ông Mỹ, ổng cũng bảy mấy tuổi mà ổng có thông dịch viên đi theo. Thì ổng vô chùa mình mà ổng vô cái khu yếu, ổng thăm mà ổng đâu biết khu yếu đâu. Tại vì ổng nghĩ thấy sao mấy bà già, mấy bà này đẹp quá. Xong vô xong rồi ổng ra ngoài ổng gặp nó là xin cho gặp quản lý ở đây. Thì nhà Đức bước ra nói chuyện với ổng, ổng nói là ở nước ngoài ổng sống cô đơn quá. Vô gặp có cái nàng đó xinh đẹp vô cùng. Thì quý vị biết rằng là mình tưởng đâu là gặp mấy cô trẻ trong chùa. Mình nói ông nói cái nàng nào. Thì ông dẫn mình vô ông chỉ, ông chỉ cái bà 82 tuổi chùa mình. Đó là tờ. Bà ngồi bà niệm Phật bà chưa đứng lên. Tại vì bà đó với xì cầu que bà đứng lên là ông biết liền, nhưng mà bà ngồi bà niệm Phật thì ông tưởng đâu là cái trẻ chung đẹp quá trắng tư. Ông nói là cái nàng đó được quá, nếu phải chẳng thì ông muốn hỏi cưới cái nàng đó. Ông rước về nước Mỹ luôn. Rồi xong những Đức mới nói thông dịch viên là bây giờ nếu thí dụ như á, mà gả thì cũng được nhưng mà bo lại cái số tiền là khoảng bao nhiêu. Tại ở đâu mà gọi là nuôi không mà đưa không cho. Cái gì nó cũng có cái giá của nó là khoảng nhiêu tiền. Ông nói là nếu mà được thì có gì ông cúng dường nhà chùa là 20.000 đô. Nói thật không? Cũng ngon ghê nha. Đó. Xong rồi những Đức vô nói với bà cụ. Những Đức nói cụ ơi, thôi bây giờ cụ niệm Phật thì đâu cũng niệm được. Thì thôi, cụ cố gắng, cụ hy sinh cái tuổi già của cụ, không còn còn bao lâu để giảng sanh rồi, để cho những đứa kiếm được 20.000 đô nuôi bà già kia. Đúng không? Rồi cái đầu những đứa vừa nói câu đó bà miếu máu bà khóc. Đi gán ngày xưa mà gái còn trẻ mà kêu có chồng cứ làm bộ làm giá, làm duyên làm giá làm bộ là ổng ao ổng ẹo không chịu. Bà bên đây mới nói là thầy ơi thầy, sao thầy nỡ lòng như thế, mình tay mình chân mấy năm nay sống với nhau mỗi ngày, chia sẻ bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, sao hôm nay thầy nỡ lòng gả già cho thằng Mì. Ôi quý vị biết, nghe mở câu mà trời mình thấy mình xúc động gì đâu quý vị ơi. Nó thật sự mà nói, ai mà đem con bỏ chợ, thật sự đem con bỏ chợ còn nhẹ, đem già bỏ chợ. Mà chợ này không phải chợ Việt Nam mà đem qua bên chợ nước Mỹ bên nó bỏ bên, thấy tội nghiệp chứ ghê. Thấy rồi nói thôi, nói gì thôi. Chứ bây giờ dù cỡ nào cỡ, dù có 100.000 đô cũng không gả bà nữa. Làm người ai làm thế. Thấy không? Nói với bị coi như nhìn mấy bà cụ chùa mà đi trắng tươi. Đẹp bữa nay mà kiểu mà kiểu này nghe cụ. Quay phim lên có khi nước ngoài người ta coi người ta. Không, phải đơn giản đó nghe không?
Nên cái ví dụ như mà nước ngoài mà ta vô ta tham quan đó các cụ nhớ nha. Ví dụ như mà các cụ khi cười á, cụ cười gì nè. Thấy không? Mình là người phụ nữ mà cụ. Khi mà dụ như mấy ông nước ngoài đồ vô mà ổng đi tham quan đó, các cụ cười, cụ làm nè. Chứ đừng có hả cái miệng ra. Tại vì sao? Hả ra ổng thấy súng răng. Ôi trời. Đó. Không mà công nhận nha, mấy bà cụ mình trắng tươi ta nhìn kìa. Em thấy rõ ràng không? Đúng là cái người niệm Phật nha quý vị. Cái người niệm Phật, cái làn da của họ làm như nó non nớt quý vị ơi. Mấy bà cụ nè, tám mấy 90 tuổi không nhìn kìa. Đó. Còn có bà cụ ngồi kế bên đây nè, bà đâu, bà ăn cơm ngày có một buổi một à. Đúng buổi trưa một. Mà bà dồn ba bữa lại bà ăn buổi. Nhưng Đức nói bà cụ ơi, bà niệm Phật giết mà giờ mà bà ăn ít dữ bà cụ, ngày ăn có một buổi thôi. Bà nói dạ thưa thầy, thấy mấy cô cực quá, ăn ba buổi thì rửa ba cái chén. Con kêu thôi múc mỗi cổ phần một buổi á, gom lại hết thành ba buổi con ăn một bữa, buổi trưa là xong. Nè ngồi kế bên nè, rồi xong là quyết chí. Nhà Đức hỏi bây giờ bà niệm Phật bà quyết tâm đi đâu? Bà nói quyết tâm về Kịch Lạp. Kịch Lạp thôi, thấy chưa? Nên quý vị thấy lo cho người già. Nội mà nói chuyện đơn giản mà người ta nghe thấy cũng vui rồi, thấy không? Mà các cụ thấy chưa, chơi đàn trung thu mà nó đã có niềm vui của pháp vị rồi đó, cụ thấy chưa? Chưa chơi đàn trung thu mà có niềm vui của pháp vị rồi, thấy không? Đó. Nếu hồi nãy tới giờ mà tác này tác kia là các cụ không có cười nổi đâu. Mà già bà ngồi bà ngớ hết trơn à, đâu biết gì đâu. Rõ ràng cái căn tính chúng ta là nó xác thực quý vị. Xác thực nó gần gũi, cái gì văn tự nó đơn giản bình dị. Vậy mà người ta nghe người ta vui. Nói quý vị thấy một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mà nãy giờ vì thấy bị cười bao nhiêu nụ cười à. Đó. Thì mấy anh em cứ để ý cách nói chuyện của những Đức đi. Đơn giản thôi mà người ta cười. Làm cho người ta cười thấy chưa? Đó, mà cười lên rồi nhìn chúng đẹp nghe. Quá đẹp. Hồi nãy mới vô thấy các cụ chưa đẹp gì mấy. Mà bây giờ đẹp quá xá đẹp. Quá xá đẹp luôn nghe không? Đó, nên từ nơi đó mà cái chương trình này gọi là tình thương mến thương quý vị. Nên ai mà coi chương trình này cả mà mấy anh, ví dụ như những người chức phận xã hội người ta coi, ta thấy ôi trời ơi, bao nhiêu bà già mà bà nào bà nấy sáng sủa quá ta. Đúng không? Vậy thì quý vị biết nuôi con người nghe, nuôi cái tâm quan trọng, cho người ta cái tâm bình an quan trọng đó. Rồi cho người ta một phương hướng giải thoát. Ở đây các cụ vừa có phương hướng giải thoát mà lại có niềm vui của nội tâm. Là các cụ không có lo giữ tiền cơm ăn áo bặn, không có lo sau này mình chết làm sao. Các cụ thấy ở đây những Đức lo cho các cụ và quý thầy lo mà đưa các cụ đi lên đài hỏa táng, các cụ thấy yên tâm không các cụ? Quá yên tâm luôn. Ngoài đời có nhiều người nghe các cụ, người ta phải để dành tiền, nào là tiền dưỡng già, dưỡng bệnh rồi chết, mua quan tài, chỗ chôn ở đâu tính tùm lum chứ. Còn ở đây các cụ khỏe re khỏi cần lo, chùa quan tài có sẵn. À, muốn đi lúc nào cũng có quan tài à, có cái chỗ kia người ta cúng mấy cái quan tài 20 cái mà phải hởm tới giờ các cụ chắc cũng sắp hết rồi. Người ta cúng 20 cái quan tài mà đi phải hởm tới giờ các cụ cũng đi về Cực Lạc cũng sắp sửa hết 20 cái quan tài. Nhưng mà như Đức nói mấy anh em, cái quan tài đợt này người ta cúng nó bự quá, thêm một cái nữa mà khi bưng á, bưng cái chỗ mà cái chỗ mình nắm vô mình bưng kia nó kêu cọt kẹt mình sợ rớt xuống. Nhà Đức nói kỳ sao thôi quý vị cúng tiền đi, để quan tài những Đức mua cho, để mua cho các cụ cái quan tài cho nó đánh cam ly rồi cho nó đẹp, thấy không?
rồi nó nhìn bưng cái quan tài nó gọn, chứ quan tài này nó thô mà nó bự quá. Mấy lần Như Đức bưng mà quý vị thấy không, mấy cụ mắt mà Như Đức bưng mà méo miệng, bưng mà tàu ô nghiêng ngã luôn, nó nặng, quan tài nó nặng. Mà thêm cái nó hở quá, mấy chú không lấy Vitacon gì đó, ông chét tùm lum tùm lá, hiểu không? Ông chét tứ tung lang tan. Nên kỳ sau để mình mua quan tài, quý vị cứ gỡ tiền cho ta mua giùm chó. Hiểu không? Kệ, cuộc đời các cụ có một lần à. Ngoài đời thì có một lần xích giá. Cỡ nào cũng làm đám cưới được được một chút. Để không thôi, nhỏ cũng buồn, nó tuổi thăng. Dưới quê vì thấy không có nhiều đám cưới mà nó nghèo quá, tuổi thân phận má hồng, không có chồng mà nghèo nàn. Còn bây giờ thì mình cũng có một thờ, là một lần ra đi cái cục. Bây giờ đi về cực lạc có quan tài bưng đi cho nó có bảnh bảnh một chút. Bưng đi cũng bảnh bảnh một chút chứ. Ông nói thiệt nghe vị, dù mắc hay mắc gì nghe quý vị, nhưng mà khi các cụ mà bà đi xuống dưới cái chỗ mà lò thiêu đó, bà nào bà nấy nghe bà nói trời ô gì đâu mà xuống cái lò thiêu mắc ham trời, thiêu gì đâu mà nó đẹp gì đâu mà thiệt. Từ xưa giờ mới từng thấy cái lò thiêu mà nó đẹp, cái chỗ này nó làm lò thiêu đẹp rồi, nó vô con đường mà đi thiêu mà còn hơn là mà cái nơi đó là một khu du lịch, nó quá đẹp. Bởi vì những đứa kêu mấy anh em mỗi lần mà đưa các cụ mà đi thiêu đó quay là hình ảnh là cho đẹp, quay lại về cái chương trình mà đám của các cụ rồi bắt lên cho các cụ coi. Sao mấy bà cụ trong chùa bà coi bà yên tâm. Người già vậy đó quý vị ơi, có nhiều cái người ta lo, cái chuyện không cần lo người ta cũng phải lo nữa. Nên mình làm gì mình quay lại mình cho mấy bà già bà coi, để mấy bà già kia bà truyền miệng bà già nọ, cái bà già này buồn nhớ con nhớ cháu, chị ơi chị chắc tôi chuẩn bị gì quá chị ơi. Hỏi sao mà ở đây tu thầy lo cho vui vẻ gì mà gì. Vui thì vui, nhưng làm sao bằng gần con cháu hả chị? Ồ, có nhiều bà già nói vậy đó. Vui vui chứ sao gần bằng con cháu. Bà chưa hiểu nhiều quý vị. Thì cái bà già ngồi kế bên phân tách cho bà già này nghe. Chị suy nghĩ cho kỹ đi chị. Suy nghĩ cho kỹ nghe. Mình về nhà, con cháu mình nó đâu có lo như quý thầy đâu. Mà về con cháu nó cũng đi học rồi con mình nó đi làm, mình có bên cạnh nó được bao nhiêu đâu. Mình ở đây mình tu, có khi nó vô đây mà nó còn ảnh hưởng Phật Pháp. Chị suy nghĩ cho kỹ nghe. Cuộc đời con người đi qua mau lắm. Nếu bây giờ mà mình mà không có nuôi cái tâm giải thoát á chị, mai mốt mình đọa lạc, mình chết mình đọa lạc, cái này mới khổ triền miên đó chị ơi. Nên cái gì chứ tôi thấy, tôi nuôi con cái xong đâu vào đó hết. Bây giờ chuyện của tôi là lo tu niệm Phật giảng sanh. Đúng ra cuộc đời của mình là con phải nuôi. Nhưng bây giờ được quý thầy lo gì, rồi Hòa Thượng xây chùa cho mình ở. Thôi bây giờ mình trả ơn cho Hòa Thượng, trả ơn cho quý thầy. Mình cố gắng mình niệm Phật, đặng mình về cực lạc đi chị ơi chị. Không, mình khuyên nhau vậy đó các cụ. Hiểu không? Khuyên nhau. Có nghĩa là mình gặp cảnh ngộ gì mình phiên nhau, các cụ cũng có cái vai trò phiên nhau, nhắc chị em nhau nghe. Nó ví dụ mình sống chung phòng với nhau, mình cởi mở mình gì này các cụ, chị ơi chị, trong phòng tôi có gì không phải chị thông cảm giùm, tuổi già chị ơi, lúc này lúc kia lúc nọ, có khi nhớ đầu này quên đầu nọ chị ơi. Tầm chi cũng lẫn lộn, có khi nói tầm bậy tầm bạ chạm tự ai của chị. Bây giờ là ngày này giờ này tôi đang tỉnh, tôi xin lỗi chị trước, để lỡ mai mốt tôi nói điên bất tử chị thông cảm cho già nghe chị. Trời ơi, nói chuyện gì thì cởi mở hay biết nhiều nói các cụ. Hiểu không? Giờ mình đang tỉnh thì mình xin lỗi trước đi. Mình nói rồi là tôi lỡ nổi điên bất tử. Hiểu không? Đó, cái cách nói chuyện đó hay lắm. Chị em mà, ta nói tối lửa tắt đèn có nhau.
Mình sống trong phòng chung với nhau, trong chùa chung với nhau, có cái gì cũng giúp cho nhau, bệnh đau gì cũng hộ điểm cho nhau. Lỡ có đụng chạm một hai câu, mình lỡ mình xin lỗi chứ. Tôi sai rồi chị ơi, già sai rồi, chị đừng trách già nghe chị. Nghe không? Nó có khi mà bảo trong nhà vệ sinh mình lỡ mình gõ hoài, thì trong nhà vệ sinh mình bước ra mình nói mời chị vào nhà vệ sinh. Đó, già mà mình phải thương nhau để mình hỗ trợ nhau. Bây giờ lụm cụm thì dựa nhau để mà đi, chứ bây giờ lụm cụm mà còn dặn nhau làm gì. Theo các cụ mà nghe lời những đức đi, ở đây này dù là xa lạ nhau gặp nhau nhưng mà nó còn gần gũi thân thiết, còn hơn chị em ruột con cái mình. Tại vì nó ở xa không mà các cụ, nó mà nghe tin mình cái gì mà nó chạy vô thì mình còn hủ cho tàn. Trời ơi, nó ở xa nó chạy vô tiêu rồi. Nên mình phải khôn khéo, mình sống với người ở đây nè. Nên các anh chị em trẻ trẻ vô đây cũng vậy nữa. Người ta nói ở nhà thì có cha mẹ, mà ra ngoài đường thì có anh em, thì vô chùa thì cũng có anh em bạn bè, đúng không? Nó nguyên lý này mà hiểu được thì cái lối sống mới bị tuyệt vời lắm, đặc biệt lắm. Vì thấy những buổi nói chuyện như Đức nó gần gũi nhân sinh không? Đơn giản thôi đó. Nó, hôm nay tổ chức trung thu với các cụ, nào là nói chuyện vui, rồi nào là cũng nhắc nhở chúng để mà sống ở đây mình trân quý cái duyên mà hòa thượng xây chùa cho mình. Nên bây giờ mình thấy hòa thượng tám mấy tuổi mà ngài còn lo coi công trình các nhà đồ đó không các cụ. Mình thấy cái đó cũng là phước mà tạo phước đó quý vị ơi. Nhiều cụ mình đây 80 tuổi mình chỉ có niệm Phật thôi, chứ mình đâu có làm được như hòa thượng cụ, thấy không? Mà hòa thượng cũng niệm Phật sanh cực lạc, rồi cũng làm được cái việc ở thế gian này, thấy không? Nên cái đó là cái phước tạo ra cái phước, phước tạo ra phước. Đó. Nên những người trẻ trẻ vô đây cố gắng, được cái duyên này cố gắng, để mà mỗi người chúng ta nhiệt tình hết mình ở đây mình tu tập. Mới vô chùa thì có cái nó cũng chưa quen gì mấy, nhưng mà cứ kiên nhẫn ở thời gian nó quen à. Mà khi nó quen rồi là lúc đó ở ngon lành lắm. Những đức hồi đó mới vô chùa cũng buồn buồn, muốn về hoài, nhưng mà mình nói rằng thôi mình đi tu rồi cố gắng. Vậy mà mới đây mà cũng được mười mấy năm trong chùa, bây giờ quen tương ha, trao đầu hũ hết rồi. Bây giờ có ai kéo đi cũng đâu có được nữa đâu, không? Mình thì mình xấu cục, mà đi tu bây giờ cũng vui vui. Bữa đó có cái cô đó, cổ thì cũng có được à. Có cái là cái chân hơi sượng một chút, với me con mắt hơi nghiêng một chút thôi. Thì mình thì cũng giống như nồi nào dung nấy rồi. Thì bà có điều kiện, bà giàu. Có lẽ bà gặp những đức, bà nói là thấy thầy lo cho chúng trong chùa cực quá, thôi về nhà mình lo cho. Trời. Rồi xong Dưỡng Đức hỏi lại là nhà mình ở đâu. Nói nhà mình ở dưới Vũng Tàu. Nói ở nhà mình đi gần biển, rồi mỗi sáng mình đi tắm biển chung. Trời ơi, mà mắt bả nghiêng nghiêng cái cục. Nói rằng là theo mình thì không lo cơm ăn áo bận gì đâu, cuộc sống tiền bạc đầy đủ cho xài. Trời ơi, mình thấy mình cũng nghe cũng mê mê cái cục. Mà nghĩ là mấy bà già tự nhiên thôi, không có gõ cửa trái tim.
không? Ông thấy rõ ràng mấy anh em, mình mà nuôi người già đó là mình cái gì là mình bị gịch lại, là cái tâm mình nghĩ rằng bây giờ nếu mà mình cái gì không phải mà mình bỏ mấy bà già làm sao, đúng không? Làm người ai làm thế. Chưa đó, nên mấy anh em mà nuôi người già đi là chắc chắn luôn. Ví dụ như giờ những lăng đủ cũng trẻ, coi chúng ở đây nè, thấy không? Coi chúng ở đây mà giờ ổng nhiệt tình mà ổng trang trí đồ đèn đồ, cái nhà ăn mà ổng làm lộng lẫy, thấy không? Mà tuổi trẻ vậy mà cũng nhiệt tình hết mình, đúng không? Cái cù mà các cụ thấy những lăng ở đây nhiệt tình, đúng không các cụ? Quá nhiệt tình luôn mà. À, các cụ thấy ủng hộ những lăng không? Nên những lăng cố gắng, những lăng ơi, cố gắng lên. Nên quyết chí mình cả đời mình cố gắng lo cho các cụ đi những lăng ơi. Với những chí đồ đây, đúng không các cụ? Những chí đồ cũng nhiệt tình, đúng không các cụ? Chạy xe chở cụ đồ quá trời luôn. Rồi quý chú những thị đồ, những thiện đồ, mấy chú đồ quá trời luôn, nhiệt tình hết mình. Nào là làm nhà cầu, nhà vệ sinh để cụ đi đồ, có cụ thấy không? Bữa đó mà những lăng để ý tới cái này, mình thấy ông nhiệt tình nè cụ. Ông nói là thấy cái nhà cầu nó thấp quá, mấy bà già bà đi mà bà xì hơi thì sao đó mà nó văng tứ tung ra ngoài. Những đức nói những lăng biết rằng mấy bà cụ chùa mình cái sức lực mấy bà không phải không có yếu, tại vì cái công lực niệm Phật của mấy bà nó đạt đến cái trình độ là cũng cái dạng là cao thủ võ lâm. Nên khi á mà bả mà vô nhà vệ sinh mà bả hạ khí đăng điền, bả xì một phát thôi mà cái cây cầu, nhà cầu mà yếu yếu là nó lủng chọt qua bên kia luôn. Nên những lăng ông xin mua mấy cái nhà cầu chắc chắc cho mấy bà già bả ngồi, hiểu không? Nó nên từ nơi đó thì quý vị biết trẻ trẻ mà vậy là cũng nhiệt tình đó quý vị nha. Càng cố gắng lên nữa. Còn bên kia thì những quan cũng hết lòng nhiệt tình để lo cho đại chúng. Không, nó trắng ra. Đúng là rõ ràng mình làm việc Phật sự thì có người có tâm đạo đến cùng chung tay mình làm việc. Rõ ràng không? Đó, rõ ràng luôn mà. Giờ này thì các cô bên hộ pháp bên đang làm lòng đèn. Tại bên kia chuẩn bị tới 7.000 cái lòng đèn. Kệ cho nó chắc chắn. Cái chừng đông quá. Còn bên đây thì chung chung vậy là ổn rồi. Bữa đó thì ví dụ như ngay thứ bảy đó, thì ai có cha mẹ ở đây, Phật tử muốn qua đây thì đây cũng có tổ chức nè. Rồi chùa mới cũng tổ chức, quý vị cứ muốn qua chùa nào cũng được. Hồng Niệm Đức nói Phật tử ở đây có phước lắm nha. Có phước lắm nên được Hòa Thượng xây 3-4 điểm chùa lớn gì. Ghé chỗ nào tu cũng được. Đúng là quý vị có phước lắm quý vị ơi. Nghe không? Thêm cái nữa là mình được ngồi vui gì là nhờ cái ơn Hòa Thượng nghe các cụ. Nghe không? Ơn Hòa Thượng. Rồi ơn của tất cả Phật tử khắp nơi nơi, nào là gỡ bánh trung thu, rồi gỡ kẹo bánh tùm lum đem gỡ về đây. Đó đó là tình thương mến thương giữa con người đến với con người. Khi mình ngồi được gì xong á, mình phải cố gắng niệm Phật. Rồi lây quay tới lễ viết Quan Âm. Người ta đến đây dự lễ viết Quan Âm, mình có cơ hội mình trả ơn lại cho người ta, mình bằng cả tấm lòng mình phục vụ cho người ta. 3 ngày lễ viếng Quan Âm, người ta về người ta tu, ai cũng hoan hỷ vui vẻ để phục vụ người ta, nghe các cụ thầy chú nhớ nghe đó. Nên là những đức nguyện tam bảo gia hộ cho đoàn thể, toàn thể đại chúng và quý Phật tử khắp nơi coi qua chương trình trực tiếp này, ai cũng là người tín nguyện niệm Phật, siêng năng niệm Phật, không có buồn giận ai để trong tâm. Nhớ nghe, thường vui, thường nhớ Phật, niệm Phật, để quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. Ai vừa đọc ra chúng ta chắp tay hồi hướng cái.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Rồi đại chúng coi chia sữa ra đi quý vị, để chúng ta bắt đầu ăn uống một chút nè. Chia chai sữa đều ra. Chúng ta bưng chai sữa lên cụng ly cái cụ ơi, cho vui nè. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc các cụ vui vẻ ăn ngon miệng nha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam
Nam mô A Di Đà Phật. 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 À, cùng đưa đèn cao luôn các ơi. Đưa lên lâu lâu một chút cho đẹp nha. Quý Phật tử khắp nơi coi hoan hỷ nha. A Di Đà Phật. Quyết tâm giảng sanh thì cực lạc nha. Chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc các vị ơi. Này quá vui à. Rồi. Chúc quý vị luôn luôn an vui hạnh phúc nha.